Xin chào anh chị ạ. Bài hôm nay chia sẻ đến anh chị về lịch chọn ngày tốt cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 vào năm 2021 Tân Sửu, và tháng là tháng 5 Giáp Ngọ theo lịch tiết khí thì dương lịch bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 6 tới ngày mùng 4 tháng 7. Và chúng ta sẽ loại bỏ các ngày giờ nó xung với năm, xung với tháng và xung với tuổi, đó là Mùi, Tý và Mão. Và các tiêu chí chọn sẽ là theo Thiên Ất Quý Nhân, Thiên Lộc, Thiên Mã, Thiên Can, Địa Chi hợp. Thì tuổi Tân Dậu thì lấy Quý Nhân tại Dần và Ngọ. Như vậy là tháng này là tháng quý nhân của người tuổi Tân Dậu này. Thần tài thì tại Dậu, Thiên Mã thì tại Hợi, Tam hợp thì tại Tỵ và Sửu. Như vậy năm này là năm tam hợp đối với người tuổi Tân Dậu. Còn tam hợp tốt hay xấu thì nó còn tùy anh chị nhá. Năm nay gặp tuổi Dậu gặp sao Bạch Hổ Tang Môn, nói chung cũng có nhiều cái biến động khá là lớn, lại tam hợp vòng thái tuế nữa. Nhị hợp thì là Thìn, Thiên Can hợp thì là Bính. Như vậy nếu nhìn sơ qua ở đây thì chúng ta sẽ thấy cái ngày Bính Ngọ, ngày Bính Thìn là một cái ngày mà nó có nhiều sự cát lợi hơn các cái ngày khác, ví dụ đấy Bính Ngọ đấy ạ. Tiếp theo thì các ngày tốt trong tháng 5 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 gồm có mùng 6 tháng 6 ngày Ất Dậu, các giờ tốt là Dậu, Thìn, Thân, Hợi, Tỵ, Sửu. Mùng 8 tháng 6 là ngày Đinh Hợi, các giờ tốt là Hợi, Dần, Dậu, Ngọ. Những ngày nào tôi bôi xanh toàn bộ thì đó là những ngày mà cát lợi hơn các ngày khác một chút. Còn bản thân các ngày bôi xanh là ngày cát rồi, còn xanh càng nhiều thì càng cát. Ví dụ như ngày Đinh Hợi, vì sao nó cát lợi hơn? Thứ nhất là tuổi Tân Dậu lấy Thiên Mã tại Hợi ở đây rồi. Tuổi Đinh, ngày Đinh thì lấy Quý Nhân tại Dậu, như vậy là nó có sự giao nhau. Tiếp theo ngày mùng 10 tháng 6 là ngày Kỷ Sửu, các giờ tốt là Sửu, Thân, Ngọ, Hợi, Tỵ, Dậu. 11 tháng 6 là ngày Canh Dần, các giờ tốt là Dần, Sửu, Hợi, Ngọ, Tuất. 13 tháng 6 là ngày Nhâm Thìn, các giờ tốt là Thìn, Dậu, Tỵ, Hợi, Dần và Thân. 14 tháng 6 là ngày Quý Tỵ, các giờ tốt là Tỵ, Thân, Dậu, Sửu. 15 tháng 6 là ngày Giáp Ngọ, các giờ tốt là Ngọ, Sửu, Dần, Thân, Tuất. 18 tháng 6 là ngày Đinh Dậu, các giờ tốt là Dậu, Thìn, Hợi, Ngọ, Tỵ, Sửu. Ngày này thì được là ngày thiên lộc của người tuổi Tân Dậu này. Cái thứ hai là ngày Đinh thì lấy Quý Nhân là tại Dậu, thành ra nó rất là cát lợi. 20 tháng 6 ngày Kỷ Hợi, các giờ tốt là Hợi, Dần, Thân, Ngọ. 22 tháng 6 ngày Tân Dậu, ngày Tân Sửu, các giờ tốt là Sửu, Tỵ, Dần, Ngọ, Dậu, Hợi. Ngày này thì là ngày tam hợp, tiếp theo là cái ngày Tân thì lấy lộc tại Dậu. 23 tháng 6 là ngày Nhâm Dần, các giờ tốt là Dần, Hợi, Mão, Tỵ, Ngọ, Tuất. Nói chung cũng khá là nhiều ngày tốt đấy ạ. 25 tháng 6 là ngày Giáp Thìn, các giờ tốt là Thìn, Dậu, Sửu, Dần, Thân. 26 tháng 6 là ngày Ất Tỵ, các giờ tốt là Tỵ, Thân, Dậu, Sửu, Tỵ, Dậu, Sửu, Thân. 27 tháng 6 là ngày Bính Ngọ, các giờ tốt là Ngọ, Dậu, Hợi, Tỵ, Thân, Dần, Tuất. Ngày này thì vô cùng cát lợi rồi. Thứ nhất là Tân thì lấy Quý Nhân tại Ngọ, Bính thì lấy Quý Nhân tại Dậu, và hơn thế nữa thì Bính Tân lại hợp với nhau, nói chung 3 điểm cát lợi rất là cát này. 30 tháng 6 thì là ngày Kỷ Dậu, các giờ tốt là Dậu, Thìn, Thân, Ngọ, Hợi, Tỵ, Sửu. Mùng 2 tháng 7 là ngày Tân Hợi, các giờ tốt là Hợi, Dần, Ngọ, Dậu, nó gần như tương đương với ngày Tân Sửu một chút. Và mùng 4 tháng 7 là ngày Quý Sửu, các giờ tốt là Tỵ, Dậu, Sửu, Hợi. Tỵ, Dậu, Sửu, Hợi. Thì phần 1 sẽ là phần các ngày tốt mà hợp tuổi. Phần thứ 2 là chọn việc cho các ngày tốt. Chọn việc thì chúng ta sẽ sử dụng là ngày thiên đường, ngày hoàng đạo hắc đạo này. Cái thứ hai là trực thập nhị kiến trừ này. Cái thứ ba là nhị thập bát tú này. Thì chúng ta có như sau. Mùng 6 tháng 6 là ngày Ất Dậu, ngày minh đường hoàng đạo, trực bình và sao phòng. Ngày này thì các việc nên làm là an sàng, an táo, tu trạch, tạo trạch, nhập trạch và bình trì đạo đồ, phá thổ, tu sức biên tường, tế tự hôn nhân, thượng lương và di đồ. Kỵ khai trương động thổ, đồ trần, đồ mái, nhập trạch nhà, tọa đông nam hướng tây bắc, Dậu sát tốn. Mùng 8 tháng 6 là ngày Đinh Hợi, ngày chu tước hắc đạo, trực chấp và sao vĩ. Ngày này các việc nên làm là giá thú, thú cấu, trang tu, tạo ốc, tế tự, hôn lễ, tạo tác, kỵ khai trương động thổ, đồ trần, đồ mái, nhập trạch nhà, tọa nam hướng bắc. Mùng 10 tháng 6 là ngày Kỷ Sửu, ngày thiên đức hoàng đạo, trực nguy và sao độc. Các việc nên làm là kỳ phúc, tu phương, tạo táng, giá thú, đính hôn, an phủ biên cảnh, an sàng, huấn binh, huấn luyện, kỳ phúc, phá thổ, sách tá, tuyển tướng, tế tự, kiến tạo, khai trì, khai môn, tạo ốc và thu tài. 11 tháng 6 là ngày Canh Dần, ngày Bạch Hổ hắc đạo, trực thành và sao ngưu. Các việc nên làm là an phủ biên cảnh, bàn di cầu tài, khai thị lập kế, mục dưỡng, nhập học, thụ trụ, trúc đề phòng, tài chủng và xuất hành. Kỵ khai trương động thổ, đổ trần, đổ mái, nhập trạch nhà, tọa đông bắc hướng tây nam, Dần sát cấn, cấn là đông bắc. Tiếp theo ngày Nhâm Thìn là ngày thiên lao hắc đạo,
trực khai và sao hư. Các việc nên làm là an sàng, dù là ngày hắc đạo vẫn có rất là nhiều việc làm được anh chị nhé, đó là an sàng, an đối ngoại, ban chiếu, bàn di. Nhưng mà thậm chí có khi là ngày hoàng đạo, nhưng mà với cái thời dịch bây giờ thì có những việc mà chúng ta không làm được, ví dụ xuất hành. Đôi khi bây giờ xuất hành là một việc cũng khá là khó, nó nhiều khi nó không phụ thuộc vào ngày hoàng đạo hoặc đạo, mà nó phụ thuộc vào dịch bệnh thôi. Thì các việc nên làm ngày Nhâm Thìn là gồm này, các việc nên làm ngày Nhâm Thìn gồm có an sàng, an đối ngoại, ban chiếu, bàn di, chiêu hiền, cầu tự, cầu y, cử tránh trực, giải trừ, hoán hình ngục, hành hệ oái, hành hạnh, hương tạo, khai cử, khai thị, khiển sử, khánh tứ, kỳ phúc, liệu bệnh, lâm chánh, thiên dân, mục dưỡng, nhập học, phó nhậm, thiên huệ, thiên phong bái, thiện thành quách, thưởng hạ, thượng biểu trương, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thụ trụ, tiến biểu trương, tu cung thất, tu trí sản xuất, tuyên chánh sự, tài chế, tài trục, tế tự, tứ xá, xuyên tỉnh, xuất hành, yến hội, đám ân động thổ. Và ngày, tất nhiên ở ngày này thì là ngày Thìn, thì kỵ khai trương động thổ, nhà tọa bắc hướng nam. Tiếp theo 14 tháng 6 ngày Quý Tỵ, ngày Nguyên Vũ hắc đạo trực bế và sao nguy. Bổ viên, các việc nên làm là bổ viên, kỳ phúc, mai huyệt, mai trì, trúc đề phòng, tu ốc, tạo táng, tắc huyệt, tế tự, điền bổ, xuất hành, nạp tài. Kỵ khai trương động thổ, nhà tọa tây hướng đông. 15 tháng 6 ngày Giáp Ngọ, ngày Tư Mệnh hoàng đạo, trực kiến sao thất. Các việc nên làm là khởi tạo, tu tác, tạo tu táo, tạo táo, tự táo, thụ phong, cát lợi, an phủ, biên cảnh, chiêu hiền, cử tránh trực, giao thiệp, huấn binh, hành hạnh, khiển sử, lâm chánh, thân dân, phó nhậm, thiên phong bái này, thiêm ước này, thượng quan này, tuyển tướng, xuất hành, xuất sư, hôn lễ, di đồ, kiến tạo, tế tự, quật tỉnh. Và kỵ khai trương động thổ, đổ trần, đổ mái, nhập trạch, nhà tọa tây bắc hướng đông nam. Ngày Đinh Dậu, ngày Minh Đường hoàng đạo, trực bình và sao lâu. Các việc nên làm là thượng quan, an sàng, an táo, tu trạch, tạo trạch, nhập trạch, bách sự, đều can, bình trì, đạo đồ, phá thổ, tu sức, viên tường, hôn lễ, tu ốc và tạo đỉnh, tạo đỉnh. Và kỵ ngày Dậu, kỵ khai trương động thổ, nhà tọa đông nam hướng tây bắc. Tiếp theo 20 tháng 6 là ngày Kỷ Hợi, chu tước hắc đạo, trực chấp sao mão. Các việc nên làm giá thú, thú cấu, trang tu, tạo ốc, tế tự. Kỵ khai trương động thổ, nhà tọa nam và hướng bắc. Tọa nam hướng bắc, tọa nam thì hướng sẽ là bắc, mà hướng bắc thì sẽ là tọa nam. Ngày 22 tháng 6 ngày Tân Sửu, Thiên Đức hoàng đạo, trực nguy và sao chỉ. Các việc nên làm là kỳ phúc, tu phương, tạo tàng, giá thú, đính hôn, an phủ, biên cảnh, an sàng, huấn binh, huấn luyện, kỳ phúc, phá thổ, sách tá, tuyển tướng, tế tự. 23 tháng 6 là ngày Nhâm Dần, ngày Bạch Hổ hắc đạo, trực thành và sao sâm. Các việc nên làm là an phủ, biên cảnh, bàn di, cầu tài, khai thị, lập kế, mục dưỡng, nhập học, thụ trụ, trúc đề phòng, tài trùng và xuất hành. Đây này, cái mục xuất hành là nhiều nơi không xuất hành được đâu. Tiếp theo là ngày 20 tháng 6 ngày Kỷ Hợi, chu tước hắc đạo, trực chấp và sao mão. Các việc nên làm là giá thú, thú cấu, trang tu, tạo ốc, tế tự. Và kỵ khai trương động thổ, nhà tọa nam và hướng bắc, hợi sát ly, sát nam. 22 tháng 6 ngày Tân Sửu, ngày Thiên Đức hoàng đạo, trực nguy và sao chủy. Ngày này thì các việc nên làm là kỳ phúc, tu phương, tạo táng, giáo thú, đính hôn, an phủ, biên cảnh, an sàng, huấn binh, huấn luyện, kỳ phúc, phá thổ, sách tá, tuyển tướng, tế tự. Ngày 23 tháng 6 là ngày Nhâm Dần, ngày Bạch Hổ hắc đạo, trực thành và sao sâm. Các việc nên làm là an phủ, biên cảnh, bàn di, cầu tài, khai thị, lập kế, mục dưỡng, nhập học, thụ trụ, trúc đề phòng, tài chủng và xuất hành. Và lữ hành, lập môn, kiến đạo, đều cát, phải xuất hành cũng phải cẩn thận ngày này. Kỵ khai trương động thổ, nhà tọa đông bắc hướng tây nam. 25 tháng 6 ngày Giáp Thìn, ngày Thiên Lao hắc đạo, trực khai và sao quý. Các việc nên làm là an sàng, an đối ngoại, ban chiếu, bàn di, chiêu hiền, cầu tự, cầu y, cử tránh trực, giải trừ, hoãn hình ngục, hành nội oái, hành hạnh, hưng tạo, khai cử, khai thị, khiển sử, khánh tứ, kỳ phúc, liệu bệnh, tức là đi chữa bệnh tốt này, lâm chánh, thân dân, mục dưỡng, nhập học, phó nhậm, thiên huệ, thiên phong bái, thiện thành quách, thưởng hạ, thượng biểu trương, thượng lương, thượng quan, thượng sách, thụ trụ, tiến biểu trương, tu cung thất, tu trí sản thất, tuyên chánh sự, tài chế, tài chủ, tế tự, tứ xá, xuyên tỉnh, xuất hành, yến hội, đàm ân động thổ, tức là tổ chức yến hội tốt. Nhưng mà cái thời điểm dịch bệnh này cũng phải cẩn thận. Ngày này thì kỵ khai trương động thổ, nhà tọa bắc hướng nam. 26 tháng 6 ngày Ất Tỵ, ngày Nguyên Vũ hắc đạo, trực bế và sao liệu. Các việc nên làm là bổ viên, kỳ phúc, mai huyệt, mai trì, trúc đề phòng, tu ốc, tạo táng, tắc huyệt, tế tự, điền bổ. Và kỵ khai trương động thổ, nhà tọa tây hướng đông.
27 tháng 6 là ngày Bính Ngọ, ngày tư mệnh hoàng đạo trực kiến và sao tỉnh. Các việc nên làm là khởi tạo, tu tác, tu táo, tạo táo, tự táo, thụ phong, cát lợi, tức là liên quan đến sửa chữa bếp rất là tốt. An phủ bên cạnh chiêu hiền, cử tránh trực giao thiệp quân binh hành khiển, hành hạnh khiển sử, lâm tránh thân dân, phó nhậm thiên phong bái thiêm ước thượng quan tuyển tướng xuất hành xuất sư, hôn lễ ba chủng và kỵ khai trương động thổ, đổ trần đổ mái, nhập trạch nhà tọa tây bắc hướng đông nam. 30 tháng 6 là ngày Kỷ Dậu, ngày Minh Đường hoàng đạo trực bình và sao trận. Các việc nên làm là thượng quan an sàng, an táo, tu trạch, tạo trạch, nhập trạch, bách sự nghi dụ cát, bình chỉ đạo đồ, phá thổ, tu sức viên tường, mãi điền viên, nhập học, viên tạo, hôn lễ tài y, kỵ khai trương động thổ, đồ trần đồ mái, nhập trạch nhà tọa đông nam hướng tây bắc. Và hai ngày cuối cùng trong tháng 5 là ngày tốt của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, đó là ngày 2 tháng 7, ngày Tân Hợi, chú tức khắc đạo trực chấp sao cang. Các việc nên làm là gia thu, thu cấu, trang tu, tạo tế tự, hôn lễ ba chủng mái mạng và kỵ khai trương động thổ, nhà tọa nam hướng bắc. Cuối cùng ngày Quý Sửu, ngày Thiên Đức hoàng đạo trực quy và sao phòng. Các việc nên làm là kỳ phúc, tu phương, tạo táng, gia thu, đính hôn, bách sự nghi dụ, an phủ bên cạnh, an sàng, huấn binh, huấn luyện, kỳ phúc, phá thổ, sách tá, tuyển tướng, tế tự, hôn nhân, thượng lương và di đồ. Thì trên đây là bài chia sẻ của tôi về lịch chọn ngày tốt cho tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Phần 1 là ngày tốt hợp tuổi, phần thứ 2 là ngày tốt sử dụng vào việc gì. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo.